hello mọi người mọi người khỏe không bây giờ covid cái tình trạng covid bên việt nam á, mình nghe nói nặng quá mọi người mình nói mình hôm qua mình coi trên cái um, youtube á người ta nói sao mà cái tình trạng nó nhiễm nó tăng lên về quèo 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 mà thành phố hồ chí minh là cách ly là bao lâu rồi á, mà ca nhiễm nó vẫn không dứt mấy tuần trời luôn mà ca nhiễm nó vẫn không dứt buồn thật á mọi người ngày xưa nước mỹ cũng một thời gian khá là dài mới phục hồi luôn mà bây giờ tình trạng ở bên việt nam như vậy không biết khi nào mới phục hồi luôn mình ở đây mà cái tâm hồn mình ở bên việt nam á lo cho những người bên việt nam á thì gia đình bạn bè tất cả người thân của lan ở bên việt nam không à thì cũng mong là vắc xin cho người ta chích cho lẹ ha chị lan thì chích thuốc astrazeneca mà chích mới có mũi đầu tiên à còn mũi thứ hai chưa nghe kêu luôn á chưa thấy chị chích nữa cũng mong cho mọi người được chết hết cho nó lẹ ha. có người kể cho lan nghe những người bị covid mà bây giờ là không có đi cách ly được đó thì người ta vẫn đi lăn bang ở ngoài đường nha mọi người. bên Việt Nam cái tình trạng là nhà chặt người đông thì cái khu mà nặng cái khu quận 10 lan thấy chung cư nhiều đó chung cư nhiều nhiều là dễ bị lây lắm. Tại tay ra trước nhà rồi nhà này nhà kia cách nhau con cái vách à giờ nó 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 bay qua bay lại á người ta bị rồi mình nói chính quyền việt nam sao bắt người ta đi cách ly nhưng mà người ta không có bắt đi cách ly thì nó dễ lây như vậy đó mà bữa nay hết chỗ cách ly luôn rồi ở nhà ở nhà mà bị ra trước nhà ngồi rồi đi tới đi lui rồi lây cho người này lây ra người kia lây hết cho cả nhà lây hết cho cái dãy chung cư cứ như vậy đó mọi người cho nên mà mình ở trọ khu nhà trọ hay khu chung cư mọi người làm ơn đừng ra khỏi nhà nếu mà mình bị mình chưa có bị á mình cũng trốn ở trong nhà đừng đi ra ngoài nha mọi người có những người người ta ở trong nhà người ta bị mà người ta chôn chân ở trong nhà không có được người ta đi ra ngoài người ta hút thuốc rồi người ta thấy cho nó thoải mái hơn đó người ta đi lang bang hết mọi người ơi cẩn thận cẩn thận mình sẽ kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện thì câu chuyện của ông bạn của ông xã lan anh này ảnh ở trên miền bắc cali hôm nay thì gia đình anh xuống đây chơi và mời gia đình mình đi ăn xuống đây chơi cho con nó vô đại học đó nó học ở dưới này á thì mời gia đình mình đi ăn thì cũng gặp nhau nói chuyện qua lại, mình hỏi thăm sức khỏe. Nhưng mà mình biết anh bị covid rồi, bây giờ mình mình sẽ kể cho mọi người nghe, hôm nay mình gặp cô vợ thì cái cô vợ kể cho mình nghe rất là là là, là chi tiết và mình thấy cái con covid này nó rất là nguy hiểm. Thì trên đường mình đi ăn mình sẽ kể cho mọi người nghe cái câu chuyện cổ nói cái người covid á mà không có người chăm sóc á thì có thể không có vượt qua được cái người chăm sóc rất là quan trọng nếu mà họ không ăn được không ai nấu cho ăn không ai đem nước cho uống nằm một chỗ mệt mỏi có thể là bị không có vượt qua được đó thì cái anh bạn của ông xã Lan là làm trong nhà tù hồi lúc tháng 9 tới tháng 12 lúc đó là anh bị hai lần tháng 9 lần tháng 12 lần mà trong nhà tù lúc đó tù nhân bị giai đoạn đó là vaccine chưa có ra chưa kịp chích đó tù nhân bị rất là nhiều nha mọi người thì ảnh bị lúc tháng 9 ảnh ok ảnh về ảnh cách ly sau đó anh khỏe xong ảnh đi làm lại bình thường được và tháng 12 ảnh bị lại một lần nữa lúc này không có đơn giản nha mọi người lần thứ hai nó nặng hơn lần đầu và không có tưởng tượng là không thể vượt qua luôn đó mọi người và ảnh là bác sĩ thì lúc đầu ảnh bị ở nhà thì ảnh cũng nghĩ là ảnh bị cảm thôi thì lúc đầu nó chỉ có cảm giác ớn lạnh thôi thì mới bị 3 tháng đầu mà đâu nghĩ là 3 tháng sau bị lại cái con covid mà mình mình bị á, thì thường nó có kháng thể cho mình trong vòng 3 tháng thì đúng 3 tháng sau ảnh lại bị lại mọi người chưa kịp chích ngừa đã bị lại anh bị lại kỳ này anh cũng nghĩ là anh bị cảm thôi à anh nằm ở nhà xong khi anh cứ ớn lạnh xong rồi mệt mỏi cứ dậy ớn lạnh mệt mỏi ba ngày đầu thì anh cũng khám bác sĩ ở nhà bác sĩ bệnh viện Kaiser thì người ta cũng khám qua phone thôi bây giờ bác sĩ ở đây làm việc qua phone không à để anh khám thì bác sĩ cũng cho cái thuốc cảm để uống qua ngày thứ tư là bắt đầu anh bị fever chỉ nói ở 10 giờ đêm là anh sốt đêm á anh sốt chỉ bị fever cái lúc này vợ anh mới nói là thôi rồi anh bị covid lại rồi bắt đầu tống anh vô cái phòng cho anh nằm anh ngủ trong phòng luôn không cho anh ra nữa cách ly luôn và lúc đó là chỉ đi vô đi ra chỉ chăm sóc ảnh chỉ là y tá tuần đầu tiên không ăn uống gì được hết mọi người xuống 12 pound là khoảng 5 kg mấy á 12 pound người tuyệt tị không ăn gì hết bắt đầu cái ảnh không chịu đi nhà thương ảnh nói ảnh tự chữa cho trẻ ảnh mà chỉ kêu làm sao ảnh tự chữa cho ảnh được lúc này cái người ảnh không ăn được chỉ nấu đồ ăn vô chỉ ảnh kêu sau giống đồ ăn giống như cho chó ăn vậy nhưng mà chỉ nói là cái đồ ăn đó bình thường chỉ nấu súp đồ cả nhà ăn mà khi bây giờ ảnh không có test gì hết ảnh không có nhớ là cái món ăn đó đã ăn rồi luôn và cái bị ảo giác đó mọi người Cái con virus nó làm cho anh bị ảo giác Anh không nhớ tới đồ ăn đã ăn rồi Anh nói đồ ăn gì mà kỳ quá vậy Không ăn được và không uống được Bình thường anh uống rất là nhiều loại nước Mà có những cái loại nước mà nó energy ấy, Nó cho người ta để mà người ta cảm Người ta uống hoặc là người ta luyện tập Người ta uống cho nó có nhiều chất khoáng Anh kêu chỉ mua về Anh uống, anh về anh mở ra Anh kêu gì dắt kia, uống không được luôn mọi người Không ăn, không uống Một tuần lễ đầu xuống tới 12 pound sau cái đó là anh không chịu đi bác sĩ ảnh kêu chỉ là cho IV được không nước biển được không chị nói cái luật đâu có cho nước biển tại nhà anh muốn gì anh vô nhà thương chứ ở nhà ai cho làm đâu xong cái chị mới bắt anh vô nhà thương sau đó anh vô nhà thương anh vô nhà thương anh ở 5 ngày trong cái phòng ICU á phòng chăm sóc đặc biệt đó, mọi người lúc đó là nó điều trị cho anh nó cho anh máy oxy rồi anh thở và cho thuốc đồ anh uống rồi trong đó người ta chăm sóc cho iv rồi cho anh để cho anh khỏe lại sau đó anh mới được về nhà bây giờ là ảnh là lên ký lại bình thường rồi nhìn ảnh đỡ rồi đó lúc đó anh tiều tụy anh xuống sắt anh không có ăn có uống gì được hết chỉ nói cái người mà chăm sóc cho cái bệnh nhân covid đó, rất là quan trọng tại lúc mà ảnh bị á ảnh không có ăn được uống được mà ảnh còn bị ảo giác nữa anh chỉ nói làm sao mà anh chị tự trị cho ảnh được anh nghĩ anh là bác sĩ anh tự trị cho ảnh được chứ nhưng mà lúc đó bị ảo giác rồi xong rồi mỗi lần mà anh bị sốt á anh đau người chị lấy huyết áp rồi chị đo mà mỗi lần chị đụng vô người ảnh cái anh kêu sao làm gì làm anh đau vậy mà chị nói chị mới sờ vô cái tay chị mới nắm vô cái tay mà đã nói đau rồi nó đau mà nó đau đến kinh khủng như vậy á chị nói cảm giác á chị á chị giống như chị bị hết chị bị làm cho tổn thương á chị buồn lắm chị nếu như mình có ý mình chăm sóc cho người khác mà người khác lại không hiểu nghĩ mà mình tấn công mình làm cho người ta đau biết không chị buồn chị nói nhiều khi chị muốn gây lộn với ảnh chị muốn đấm cho ảnh luôn mà mà nấu ăn đồ như vậy đó mà chị chê anh chê anh nói đồ ăn gì giống như này kia chị không có chịu được chị vô phòng chị khóc chị nói là trời ơi xin chúa cầu cho con để vượt qua được cái này con biết chồng con không phải là người như vậy con covid nó làm cho chồng con thay đổi như vậy cầu mong cho con được chấp nhận được cái này để mà con vượt qua con chăm sóc ảnh chứ nếu mà không là gây lộn là, thay đổi tính tình thay đổi hoàn toàn luôn nó làm cho ảnh thay đổi mà không phải là cái con người của ảnh nữa ảnh cọc cằn ảnh gáo cắt xong rồi chị cũng phải dáng chị chăm sóc chị mềm mỏng chị chăm sóc cho ảnh mà khi mà ảnh đi nhà thương về bắt đầu là ăn uống rồi phục hồi á chị nấu gì cho ảnh ăn mọi người biết không ảnh nó, ảnh ăn cái con gà đen á gà ác á chỉ nói con gà ác nè à, ớt mà black pepper black pepper lan hỏi loại nào chị nói bất cứ loại nào cũng được cái loại ớt giống như ớt bột á mọi người ớt mà mình xay ra mình làm ớt bột khô á mình bỏ vô đó thì mình bỏ rau củ quả những cái loại rau củ quả mà mình nấu súp á mình bỏ vô đó mình bỏ gà ác vô rau củ quả vô một muỗng khoảng một muỗng ớt muỗng cà phê ớt cho mình lấy cái độ cay đồ nóng á cho nó cay nó nóng xong mình đổ nước vô mình đun lên xong mà chỉ làm như vậy cho anh uống cái nước thôi không có bỏ đường không có bỏ muối không bỏ bất cứ một cái loại gia vị nào hết tại vì anh mắc vị giác anh không có biết ngon biết ngọt gì hết cho nên chỉ cần lấy cái nước súp đó và uống nóng uống nóng cái nước súp đó đến khi nào có bị giác trở lại ăn được thì mới ăn đồ ăn được còn cái nước mà anh nói anh biểu chỉ mua bao nhiêu là loại nước anh uống không được lúc đó chị mới lấy cái nước lọc và đun nóng lên uống nước ấm và nước súp chị nước ấm và nước súp nước ấm và nước súp không có ăn cái gì được khác hết không ăn được cái gì hết mọi người chỉ uống nước súp như vậy anh đã lấy lại sức khỏe lấy lại energy từ ở lúc nhà thương về chị nói ảnh không có một cái chút energy gì cho người hết người nó lả ra luôn nó giống như là nó nó đi đứng mà ngồi không vững luôn á mọi người thì chỉ uống cái nước súp đó thôi và phải uống nóng nước súp gà và nước lọc lúc nào cũng phải uống nóng và cái nước súp gà nó phải cay nó phải cay phải nóng anh này thì người thái chị này là người lào hai người này chị này người campuchia chứ lộn hai người này ăn theo cái kiểu tạo á cho nên là ăn vào những cái thức ăn gà ác hầm như vậy thôi trời ơi bây giờ mình gặp anh lại mà cũng hai chồng mình nói thật là cũng mừng luôn á đâu có nghĩ là nó nặng như vậy mà mà nghĩ đó cũng ở xa xôi đó mọi người lâu lâu gọi phone nói chuyện hỏi thăm nhau chứ bây giờ gặp nhau thì mình mới hỏi thăm được nhiều anh vượt qua như thế nào mà mình thấy cái con virus này á, nó làm cho anh biến đổi cái con người luôn đó mọi người và bây giờ á, trong cái ngày á, cái thời điểm bây giờ, hiện tại bây giờ khi Covid nó đã hết trong người ảnh rồi, người ảnh không còn nhiễm nữa nhưng mà cái đầu óc của ảnh trong một cái thời gian nhất định trong ngày, ảnh cũng vẫn bị không có suy nghĩ được clear đó mọi người, nó mơ mơ ảo ảo giống như nó bị ảo giác nó, tiếng Mỹ nó hay nó phải gọi cái từ là hallucination đó. nó bị ảo giác nó 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 choáng choáng mà mờ sao không có nghĩ suy nghĩ clear được đó cái con virus ảnh hưởng tới tận bây giờ khi anh đi làm lại nó mà nó vẫn như vậy đó mọi người kinh khủng không cho nên chị nói chị đã vượt qua cái giai đoạn rất là khủng hoảng chị khuyết việc luôn chị không còn đi làm nữa nếu mà chị đi làm là không có ai chăm sóc cho chồng của chị chị bỏ việc luôn bây giờ muốn làm lại là muốn làm thôi chị nghĩ luôn cách ly mấy đứa con ra luôn không cho gặp mấy đứa con ở trong phòng đó 3 tháng trời sau khi về nhà thử Anh tính lại thì mới được ra khỏi nhà cho nó ở trong phòng luôn mọi người thấy rất là kinh khủng ha nhưng mà cái cái người quan trọng là cái người chăm sóc cho cái người bệnh đó mọi người chỉ đi ra đi vô cái phòng của ảnh hàng ngày nhưng mà chị đeo biết bao nhiêu là lớp khẩu trang chỉ đeo kính chống giọt bắn chỉ đeo khẩu trang chỉ mặc áo bảo hộ chỉ nói chỉ làm lung tung xà bèn hết Chị sợ mà chỉ người mỹ từ nhỏ lớn lớn lên đó mọi người đâu có đeo khẩu trang đâu chỉ nói mồ hôi mồ kê nó nhẻo nhảy trên người à chị và chỉ hơn nó ba tháng chờ chỉ thử ba lần covid mà nó vẫn nó không có lay like cho chị Chị vẫn mừng là nó không có like cho chị Chị rất là may luôn Chị nói trời ơi Chị không có bị chị negative Chị mừng quá chừng luôn Chị nói gia đình nó giống như Nó nó hỗn loạn trong cái gia đình luôn đó mọi người Nên Cuộc sống nó đảo lộn cái gì Nó cũng khó khăn hết Vượt qua một cái giai đoạn mà rất rất là khó khăn Mọi người nhớ là uống ấm Ăn ấm uống sôi Uống ấm ấm nóng nóng nước gì đó Rồi nấu súp cho uống để lấy lại sức Chứ không ăn gì nổi hết Mình nghĩ là phải ép cho người ta ăn Bởi vì Covid nó tấn công Là phải ép ăn để mà có sức khỏe để vượt qua chỉ nói mà nếu mà người bị covid mà không có người chăm sóc mà để ăn uống như vậy là coi như người ta chết vì cái cái sức khỏe nó xuống. Ừ, ok lan kể chuyện cho mọi người nghe như vậy thôi, rất là buồn á mọi người cầu mong cho đại dịch ở Việt Nam mau qua ha. Cầu cho mọi người chích vaccine cho nó xong để cho mọi người có lại cuộc sống bình thường. Chúc mọi người sức khỏe nha. Nhớ ăn uống và giữ gìn sức khỏe, cẩn thận. Bye bye.